Chiều mở cửa ra anh chở em đi chơi. Đi nhậu không em, anh bao. Anh đi chơi với thằng khác đi, anh ngủ đây. Sao ra vài năm thì ta đã bắt trở lại và không có gì là trở ngại, thế đây mới chỉ là mở vai. Ta cũng đã học rất nhiều cách để tồn tại, không có chuyện ta thất bại, không biết bao giờ có thở dài. Ta chỉ đang tạo cơn trong một thời đại như cái dòng phía cỏ dài, mà đó là cách không tồn tại. Ta đang làm nhà không có một cái thương mại, ta chỉ kiếm sự thoải mái, còn lại dưới số là ở ngay. Cái có vẫn xét nhưng thật sự anh không như vậy. Em anh là kẻ đang ghét, yêu âm nhạc không quan tâm ngày. Game khách hàng order nhiều quá, phải từ từ anh cần phải đặt. Thêm anh xin là giám đốc, công ty anh nó tên là Hustlang. Yeah, hey, hey, không có em vẫn đang làm quen. Nói cho một tổng trang. Em yêu thích trong vô lăng Ferrari. Em yêu tên này sách Birkin. Em yêu tên kêu Richard Millet. Em yêu nghe nhạc hay là phải talking. Em yêu thích trong vô lăng Ferrari. Trên em Dior, còn nam đá. Em vẫn còn slot shopping không cần nhìn ra. Hàng đã bắt giỏ, em mua lượng cái chai và không thích thì em bỏ. Trái tim đại gia tình yêu là em nơi anh chuyển.
Chị đã nói là kiểu lét mà. Sao bắt em không chút đi? Cứ khủy để mãi về cái vấn đề này. Chị đã nói là kiểu lét. Chị thích các cô gái thì không có thích phi không con. Vậy cho nên á, đừng nói khủy để về vấn đề này nữa.
story.